Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành bắt giữ và di lý thành công Đinh Minh Tâm, 24 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, từ Kiên Giang về Đà Nẵng là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên lấy ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh đem về Đà Nẵng tiêu thụ. Theo đó, Tâm bị Công an thành phố truy nã theo quyết định số 03 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Từ cuối tháng 3 năm 2021, Tâm bắt đầu điều hành hoạt động từ xa và chỉ đạo cho hai thành viên thân cận là Nguyễn Thanh Trung, 23 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị và Vũ Văn Hà, 22 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc, trực tiếp đi nhận hàng, cũng như giao ma túy cho các con nghiện ở Đà Nẵng. Vì sợ bị phát hiện nên mọi hành động của Tâm rất tinh vi. Sau khi xác lập chuyên án vào đầu tháng 4, công an thành phố thực hiện bắt quả tang Trung và Hà khi vừa nhận ma túy mà Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh gửi về, thu giữ 581 viên thuốc lắc, 10 gam ketamin. Đến đầu tháng 10, Tâm bị phát hiện bắt giữ khi đang lẫn trốn ở Kiên Giang và được di lý về đà nẵng để phục vụ công tác điều tra